Giái cá nhỏ vẫn chưa sẵn sàng đi ngủ, bạn ấy vẫn muốn thức và chơi thêm. Nhưng mẹ đã mệt rồi nên giái cá nhỏ kể cho mẹ nghe về tất cả những giấc mơ thần kỳ của bạn ấy trong lúc ngủ. Và ngay lập tức bạn ấy bị cuốn vào những hành trình đến vùng đất mộng mơ của riêng mình. Các bạn nhỏ thân yêu ơi, ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng đi vào hành trình giấc mơ của bạn gái cá nhỏ nhé nào chúng mình hãy mở những trang sách đầu tiên của cuốn sách có tên là mơ đẹp nhé mẹ yêu con muộn rồi đấy đến lúc đi ngủ thôi hãy chui vào chăn để đầu óc con nghỉ ngơi giái cái nhỏ vẫn muốn chơi tiếp cậu ấy không thấy buồn ngủ chúng ta không thể chơi trong lều của con được nữa ạ à. ngáp một cái thật to và vươn vai thật cao mẹ dụi mắt và thở dài mẹ mệt rồi mẹ cần được nghỉ ngơi lều của con có phòng cho khách ngủ qua đêm không vâng tất nhiên rồi ạ à. con sẽ dọn giường cho mẹ cùng với một tấm chăn to thoải mái và một cái gối cho mẹ ngả đầu mẹ vào giường và kéo chăn lên giái cái nhỏ thơm mẹ một cái và thì thầm mẹ ngủ ngon mẹ nhìn thấy vật gì đó treo trên đầu có nhiều lông vũ hạt cườm và một tấm lưới bằng chỉ đen kia là gì thế giái cá nhỏ mẹ thắc mắc ồ đó là vòng bắt giấc mơ của con cậu ấy nói đây tự hào nó sẽ tóm lấy những cơn ác mộng trôi nổi trong đêm, rồi sau đó chúng sẽ bay đi khi trời bắt đầu sáng. Và đây là những chiếc lông vũ được treo phía trên giường con, chúng đưa những giấc mơ đẹp trôi vào đầu con. Giái cá nhỏ chạm vào những chiếc lông vũ. Một giấc mơ bắt đầu xoay tròn. Đây là giái cá phi hành gia đang rời khỏi trái đất. Con lượn vòng veo trong không gian, trên chiếc xe nặng lượng tên lửa. Con đón các bạn người ngoài hành tinh màu xanh và cầu nguyện với vì sao. Có những đêm con ở dạp xiếc, bay lượn trên chiếc xa treo, lộn nhào trên không, xoay vòng trong gió, hoặc con lặn dưới nước với các bạn cá heo và cá voi, ôm bạn bạch tuộc trong khi vẫy chào các bạn ốc sen. Có một giấc mơ khác là hồi con còn nhỏ, và bạn thân nhất của con là một chú chuột sống trong tường. Bên cạnh ánh nến nhẹ nhàng và chiếc ghế bằng gối ghim kim, chúng con cũng ăn pho mát và hạt rẻ lấy ở căn bếp dưới gác. Một giấc mơ khác mà con thích, giái cái nói nằm xuống, là được dập dành trong bể bơi với đồ uống và đồ ăn vạn rồi trái cái nhỏ bỗng yên lặng không phát ra một tiếng động nào nữa khi nói về những giấc mơ cậu ấy đã chìm vào giấc ngủ đến giờ đi ngủ rồi mẹ mong rằng những giấc mơ của con đều sẽ thành sự thật ngủ ngon bé con mơ đẹp nhé mẹ yêu con Các bạn nhỏ ơi, các bạn có còn nhớ những giấc mơ của mình giống như bạn gái cái nhỏ không? Giấc mơ mà bạn thích nhất là gì? Hãy kể lại cho bố mẹ của mình nhé! Còn bây giờ, chúc các bạn ngủ ngon và mơ thật nhiều giấc mơ đẹp nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!